Ủa chị nào không mua thì em nói là chị có tiếc thôi. Rồi đông đông lên mấy chị ơi, đông đông lên giùm em nè. Ai xem like mấy chị cho em xin vài chấm nha. Đó màu vàng đây. Đó, chất liệu nha. Cho mọi người xem cận cảnh của chất liệu luôn. Đó. Chị nào không thích, chị nào cứ nhận hàng mà vải xấu rồi mấy chị cứ. Xanh ngọc có size nha Phương Dung nha, size L nha, 65kg nha, cao nhất của nó là 65kg giùm em. Cao nhất của size này là size L giùm em nha. Cao nhất của mấy cái set này là size L. Đó, 65kg. Đó, ai xem like mấy chị cho em xin. Rồi đông đông lên mấy chị ơi, đông đông lên giùm em nha, có size đàng hoàng mấy chị ha. Rồi ai xem like mấy chị cho em xin vài chấm này. Có sai nha chị Võ Thủy nha, Quỳnh Quỳnh ơi lên địa chỉ cho chị luôn nha. Quỳnh Quỳnh nè, Quỳnh Quỳnh sai M đúng không, lên địa chỉ nha Quỳnh Quỳnh ơi. Quỳnh Quỳnh, trời ơi mấy chị cứ yên tâm đi, hàng của em hả, nhận hàng mấy chị cứ yên tâm không bao giờ xấu ha. 201-220 mà em xả đó, xả rằm tháng 7 nha mọi người nha. 0397 912 402. Quỳnh Quỳnh lên cho chị cái địa chỉ luôn nha. Xếp xanh ngọc nè em ơi, trời ơi em lo. Cái này mà em không lấy thì chỉ có tiếc thôi. Xanh ngọc nè. Đó cái quần này bao rộng cho em luôn. Đó, không phải lo nha mọi người nha, không phải lăn tăn về chất hoặc là size, em chọn size hết cho mọi người. Quỳnh Quỳnh ơi lên cho chị cái địa chỉ luôn nha. Đó, ai xem like mấy chị cho em xin vài chấm này, chị nào thích cái nào thì mọi người cứ comment lên cho em. Biết sao mà anh ta hỏi anh Quang không, ta kêu ủa hồi chiều anh vô cây ATM anh rút tiền. Anh rút tiền mà sao tiếng nó nói hết tiền á. Ổng kêu ổng rút nhưng mà không có được. Ổng máy bán là ổng rút nhưng mà không được. Cái sao cái thằng tiếng nó định mua cái bịch thịt dừa nhưng mà ổng còn có 5.000 thôi. Bây giờ ổng mới đi rút được. 150 nha, thị trấn Phước An. Hả? Bây giờ ổng đi rút tiền rồi chứ sao, nãy mới đi rút lại. Hồi chiều nó nhiều, nó bị kẹt tiền. Thì tao đứng ở ngoài không biết. 150 nha chị em ơi. Em size M đúng không Quỳnh Quỳnh? Rồi ai xem like mấy chị cho em xin vài chấm hả? Có tấm hai chứ cứ mốt máy xếp. Lái cho xong lái. Rồi ai xem like mấy chị cho em xin vài chấm ha. Có màu đen nha chị Võ Thủy. Đỏ 150 nha, có màu đen nha chị. Có đen nha, có đen rồi có rêu rồi nữa. Mấy màu đẹp lắm. Màu đỏ nè. Má mất bây giờ. Tê tua hết rồi bà chị ơi. Em ở đâu he? Cà Rông Bắc hả? Mai ship mốt có nha em, 30k mai ship mốt có nha Quỳnh Quỳnh. Mai chị ship là mốt em nhận được luôn. Em cứ nhận rồi cho Facebook nha. Cái size book này là Facebook phụ của em nha mọi người nha. Facebook chính của em là Trúc Mai Trần, là em sẽ kết bạn với mọi người sau nha. Hết cái livestream là em sẽ kết bạn. Đó, có cái gì là mọi người phản hồi lên cái Facebook kia nha. Nhận hàng như thế nào là mọi người phản hồi cho em luôn. Đó, màu đỏ này, màu đen, có màu đen nữa nha. Màu hồng cũng có nha. Rồi ai xem like mấy chị cho em xin vài chấm ha.
Chị Võ Thủy có lấy màu đen thì lên màu đen này. Màu rêu, màu nào cũng có mấy chị nha. Rồi ok, chờ chị tí nha. Đang chốt cho một set, do là em like hai máy nha, chị nào chốt trước thì em chốt nè. Rồi ai xem like mấy chị cho em xin vài chấm ha. Đó, có số điện thoại và địa chỉ thì em chốt, còn không là em xả hết nha. Bởi vì em đã tri ân là em còn vài set thôi, em không có còn nhiều mấy chị nha, size rồi nó lộn xộn lắm. Không có còn size nhiều, lúc nào mà em nói hết size là em báo hết size cho mấy chị luôn. Đó, nên là mấy chị có lấy thì cứ lên số điện thoại và địa chỉ nha. Set xanh rêu. Rồi lên set xanh rêu luôn. Đây xanh rêu này Duy Nguyễn nha. Trời ơi màu xanh rêu đẹp lắm em ơi. Màu xanh rêu là mà trắng da mà cực kỳ sang luôn á. Đó, chị nào thích xanh rêu thì comment xanh rêu nè. Lấy cái quần cho mấy chị xem luôn. Cái quần đây nha, Duy Nguyễn nha. Ôi, chất liệu đuổi lụa nha, nó rất là đẹp luôn. Chị nào mà không mua là tiếc, em nói thiệt bao tiếc cho mấy chị luôn á. Đó. Đó, ai xem like mấy chị cho em xin vài chấm nha. 150k một set nha Nguyễn Dung nha. Đây. Rất là đẹp luôn này. Cái quần nó em nói thiệt mê mang luôn á. Quần đẹp lắm. Màu nào cũng được hết chị ơi. Hình như hồi nãy chị chốt em một set vàng đúng không? Màu nào cũng mặc đẹp hết, bởi vì cái tùy theo cái chất liệu vải nữa mọi người ha. 150 một set giùm em. Chất liệu thô á thì mọi người nó chọn màu nó khó, nhưng mà chất liệu mà đuổi lụa thì mọi người cứ yên tâm mà chọn màu. Bao đẹp luôn. Ai xem like mấy chị cho em xin vài chấm nè. Màu nào cũng được hết chị.